Top 20 sản phẩm gia dụng siêu tiện ích đang được các cô bác anh chị ưu chuộng nhất hiện nay. Siêu phẩm đèn LED trời sao đầu cắm USB nhỏ gọn, soi sáng lung linh huyền ảo cho cả ngôi nhà của bạn. Với thiết kế nhỏ gọn chỉ 28cm, có thể xoay 360 độ điều chỉnh diện tích 15m2. Đèn LED có khả năng kết nối mọi chân sạc, bạn có thể đặt ở mọi nơi phòng ngủ, xe hơi, phòng khách. Mang cả bầu trời sao vào nhà, thích hợp trang trí trần nhà, chân ô tô, sử dụng làm đèn ngủ để cảm nhận rõ sự lung linh huyền ảo, thư thái sau cả ngày làm việc. Chỉ cần thổi nhẹ hoặc dùng tay chạm lên miệng đèn, bạn có thể sử dụng chiếc đèn dầu cảm ứng thổi. Với hệ thống cảm ứng sẽ tự động mở tắt cực kỳ nhạy bén. Thiết kế công tắc và đèn báo hoạt động và nút vặn điều chỉnh độ sáng tiện lợi. Ánh sáng chân thật, lung linh, có thể điều chỉnh 3 chế độ sáng tùy ý bằng công tắc xoay. Thiết kế an toàn, không dễ đổ vỡ hay có mùi khó chịu. Thiết kế sang trọng, phù hợp cho mọi không gian. Chỉ với 3 tiếng sạc có thể chiếu sáng tới 8 giờ liên tục. Nến điện lung linh siêu đẹp cho người nhà nhà. Mua một lần dùng nhiều năm, không tốn tiền điện, an toàn khi sử dụng, đặc biệt không sinh nhiệt, ám mùi. Vô biến mọi không gian trở nên lung linh, huyền ảo. Ánh sáng nến chuyển động sống động chân thực và bắt mắt. Sử dụng trang trí trong mọi không gian. Bền bỉ an toàn, an tâm khi sử dụng, không sợ rủi ro như các loại nến thông thường. Một chiếc đèn LED mỗi nhà đều phải có. Đèn LED bi bọt siêu bền, siêu đẹp lại siêu tiết kiệm. Chiều dài dây lên tới 10m, thoải mái trang trí cho không gian trở nên ấm cúng, lung linh huyền ảo. Với vô số màu sắc nhấp nháy, thiết kế bọt nước đặc biệt, khác lạ với các loại đèn thông thường. Điện năng sử dụng thấp, chất liệu nhựa ABS siêu bền. Hãy để tất cả các dịp đặc biệt được thêm phần lung linh bật. Đèn sợi quang thế hệ mới với công nghệ ánh sáng huyền ảo đem lại cảm giác ấm cúng, lung linh. Sợi quang có đường kính 0,4cm đảm bảo an toàn, không sinh nhiệt. Với tổ hợp 7 màu, tạo nên ánh sáng vô cùng ảo diệu, định mắt người nhìn. Món quà ý nghĩa dành cho gia đình, người thân. Chỉ cần bật đèn đã đem không gian Giáng sinh, lễ Tết về ngay trong không gian nhà bạn. Ở tràn ngập màu sắc tươi mới,